Hùng Thuận, Lương Thế Thành, bao bạn bè du lịch Phan Thiết. Diễn viên Hùng Thuận cùng Lương Thế Thành vừa mời các đồng nghiệp thân thiết như Cát Tường, Hiền Trang, Thanh Bình, Tấn Beo đi du lịch Phan Thiết. Hùng Thuận và bạn thân Lương Thế Thành bàn nhau mời một số bạn bè gắn bó lâu năm đi tham quan, nghỉ dưỡng ở Mũi Né. Sáng 2/12 Mega Cù Lông, Cát Tường, diễn viên Hiền Trang, Thanh Bình hào hứng lên đường du ngoạn cùng Hùng Thuận. Lương Thế Thành, đoàn du lịch hơn 10 người di chuyển bằng xe ô tô từ Sài Gòn về Phan Thiết. Mọi người đều thấy may mắn vì thời tiết những ngày cuối năm rất đẹp, thuận tiện tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh. Hùng Thuận đổi đời từ khi chuyển sang nghề môi giới, kinh doanh bất động sản. Gần đây anh hợp tác cùng Lương Thế Thành ở lĩnh vực này. Đồng nghiệp mừng cho hai diễn viên làm ăn phát đạt, có tiền, bao cả nhóm đi chơi vài ngày. Diễn viên Thanh Bình nói rất thích không khí, cảnh đẹp ở các khu nghỉ dưỡng ven biển. Nghệ sĩ Hài Tấn Beo mặc thoải mái, đi dép lao tận hưởng kỳ nghỉ. Hiền Trang khoe vai trần gợi cảm với váy cúp ngực trong chuyến vi vu cùng bạn bè. MC Cát Tường thân thiết với đàn em Lương Thế Thành. Cô đam mê du lịch nên rất vui khi được Lương Thế Thành, Hùng Thuận, bao đi chơi. Cát Tường và dàn nghệ sĩ đã thưởng thức nhiều món hải sản tươi sống trong những ngày ở Phan Thiết.